vào lúc 9 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2024 tại nhà nguyện Tin Lành Cư Mốt, xã Cư Mốt, huyện E Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Chi hội Tin Lành E Đờ Răng vui mừng tổ chức chương trình Cảm Tạ Chúa kỷ niệm một năm điểm nhóm được chính quyền công nhận. Một năm nhìn lại với quá nhiều ơn phước lớn lao, diệu kỳ mà Chúa đã ban cho điểm nhóm Tin Lành Cư Mốt. Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đắk Lắk, đại diện chính quyền xã Cư Mốt, quý giáo phẩm và đại diện chấp sự các hội thánh trong tỉnh Đắk Lắk, với tổng số lượng tham dự khoảng 200 người. Trong ngày lễ kỷ niệm một năm, điểm nhóm được công nhận, hội thánh lại có cớ lớn dâng lên Chúa lời cảm tạ khi hội thánh có cơ sở mới để thờ phượng Chúa. Ngôi nhà nguyện mới có diện tích 133 m² với chiều rộng 7 m, chiều dài 19 m, chiều cao 9 m. Ngoài ra, hội thánh còn xây dựng được một tư thất với diện tích 80 m², khuôn viên sinh hoạt có mái che hơn 200 m². Một sự đầu cung dưỡng dân hiến lô đất này 900 m², công ơn của Chúa ban cho công ơn Chúa tại nơi đây thì mỗi khi hồ Tin Lành E Đờ Răng tìm lòng để xây dựng cơ sở nhà của Chúa và cảm tạ Chúa thì ngài đã cho xây dựng cơ sở nhà Chúa tại nơi đây cùng với tư thất sau 9 tháng. Đó là cái việc lớn mà Chúa đã làm cho công ơn tại nơi đây. Những việc không thể nhưng mà Chúa làm có thể, thì bản thân tôi như là những nhóm Cư Mốt với lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa những đời những ngày còn lại thì tôi cảm ơn Chúa luôn luôn, bởi vì những việc lớn và khó và Chúa đã giúp cho điểm nhóm Cư Mốt tôi từ bao nhiêu năm nay mơ ước đến ngày hôm nay hoàn thiện. Ban cho mọi việc hồi chức tưởng tượng thì sự ban cho của Chúa là vô hết kể, rất là cảm tạ ơn Chúa và những điều Chúa ban cho. Hướng một tương lai, hy vọng ước ao tại vùng đất này, nhà của Chúa được tiếp tục mở rộng và hướng Chúa được bày tỏ, quyền năng của Chúa được phong phú và hướng một tương lai nhà Chúa tại đây để là một cái chi hội chính thức